Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật, cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng sớm mùng 7 tháng 10 năm 2020, một người dân ở thôn Đà Sơn, xã Hàm Ắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đi qua cổng nhà ông Tống Duy N, sinh năm 1950. Người này ngó qua cổng thì sững lại, trước mắt là hình ảnh hai vợ chồng ông N nằm gục tại sân nhà. Tại hiện trường, công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông N và bà vợ là bà Cù Thị Ca, sinh năm 1953, đã qua đời. Qua khám nghiệm sơ bộ, các giám định viên cho biết hai vợ chồng ông N mất mạng trước đó nhiều giờ. Trên cơ thể có hàng chục vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn. Cửa nhà mở, tuy nhiên không có dấu hiệu lục soát đồ đạc. Tại hiện trường có một vết giày loại thể thao. Vết giày này di chuyển ra khu vực nhà vệ sinh, kèm theo nhiều vệt dịch theo dạng giọt. Vết giày không phải của hai nạn nhân. Kích cỡ của giày có thể là nam giới. Các dấu vết huyết tại hiện trường, nhiều khả năng ngoài của nạn nhân còn có của người khác. Tất cả những dấu vết này đều được cơ quan công an lấy để trưng cầu giám định. Xác minh về hai vợ chồng nạn nhân, các trinh sát nhận thấy họ đều là những người sống hiền lành, mẫu mực, không có dấu hiệu nợ nần tiền bạc hay mâu thuẫn với bất cứ ai. Người thân cung cấp thông tin, hàng ngày ông bà N sử dụng hai chiếc điện thoại di động. Sau khi vụ án xảy ra, hai chiếc điện thoại này biến mất. Chi tiết này đã giúp các điều tra viên nhận định đây là vụ án sát hại người, cướp tài sản. Kẻ gây án chắc hẳn phải quen biết với nạn nhân, thậm chí sống cùng địa phương, thông thạo đường đi lối lại. Lập tức hàng nghìn đối tượng nghi vấn được rà soát. Tuy nhiên sau nhiều ngày, những thông tin thu lại rất ít ỏi. Các tổ trinh sát đến các cửa hàng cầm đồ, cửa hàng điện thoại để truy tìm tang vật. Một số khác đến bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư với mục đích xem có ai đến băng bó vết thương vào thời điểm sau khi vụ án mới xảy ra hay không. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những thông tin hết sức mù mờ. Vụ án chưa thể tìm được nút thắt. Sau khi triển khai đồng loạt các biện pháp, ban chuyên án nhận được thông tin gần nhà ông bà N có một đối tượng nghi vấn. Người này có quen biết hay qua nhà ông N chơi và có biểu hiện trộm cắp vặt. Đặc biệt sau khi vụ án xảy ra, người này đã biến mất khỏi địa phương rất bí ẩn. Người đàn ông này vốn không có công ăn việc làm ổn định. Một vài nhân chứng cho hay tối hôm xảy ra vụ án có thấy người này xuất hiện gần nhà ông N, sau đó ông này bỏ đi đâu không rõ. Tiến hành triệu tập lên làm việc, người đàn ông này tỏ ra rụt rè, khai báo loanh quanh. Khi được hỏi về khoảng thời gian xảy ra vụ án, ông ta chẳng lý giải nổi sự mâu thuẫn về lịch trình di chuyển của mình. Ông ta thừa nhận tối mùng 6 tháng 10 có mặt gần nhà vợ chồng nạn nhân N, nhưng một lúc sau thì đã đi sang địa bàn xã khác. Các trinh sát xác minh sau khi ở gần nhà ông N vào tối ngày mùng 6 tháng 10, ông ta đã di chuyển sang địa bàn xã khác ở huyện Hà Trung, có ngủ lại ở nhà bạn tại khu vực này. Như vậy là người đàn ông này hoàn toàn không dính dáng liên quan đến vụ án. Vụ án tưởng như mở ra thì bất ngờ khép lại, và hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ở nơi nào đó. Lúc này các trinh sát sau khi rà soát đã dựng lên một đối tượng tiếp theo. Đối tượng này còn trẻ, cũng sống gần nhà nạn nhân N. Tuy không có nghề nghiệp, nhưng tên này thuộc loại nghiện game online rất nặng. Thời gian hắn dành vùi đầu tại các quán internet còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Đối tượng tình nghi lúc này là Vũ Tiến Long, 22 tuổi, trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Người thân của Long cho hay, trước đó mấy ngày Long đã nói lên thành phố Thanh Hóa làm thuê, không còn ở địa phương. Thông tin này nếu đúng thì nhiều khả năng Long cũng sẽ được loại nghi. Tiến hành xác minh tại các địa điểm quán cà phê, nhà hàng mà Long nói làm bưng bê, các trinh sát đều nhận được câu trả lời không có ai tên hình dáng như thế đến làm việc cả. Sự bất nhất khi Long nói với gia đình khiến các điều tra viên tin rằng tên này có khuất tất. Tiếp tục rà soát, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng. Long vốn có một đôi giày thể thao giống với vết giày mà công an thu thập được tại hiện trường vụ án. Thêm đó, có hai người cho biết khi đến đón Long ngay khu vực ngã ba gần hiện trường thì phát hiện tên này bị thương ở tay.
Long giải thích đó là do bị tấn công bằng vật sắc nhọn. Trước đó tại hiện trường nhà ông N, ngoài mẫu huyết của nạn nhân còn có một mẫu huyết của người lạ. Có thể trong lúc vật lộn, hung thủ đã bị thương. Ngày 11 tháng 10, một tổ trinh sát của Công an tỉnh Thanh Hóa rà soát các cửa hàng Internet trên địa bàn huyện Hà Trung đã phát hiện ra kẻ khả nghi. Tại quán Internet này, có một thanh niên đang mải mê cài game. Gã chăm chú tới mức không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Trên quần áo và đôi giày thể thao đang đi vẫn còn vương vãi vệt dịch đỏ. Đặc biệt, bàn tay được băng bó cẩn thận, chắc chắn là do vết thương. Sau khi quan sát, nhận định đây chính là Long, các trinh sát đã bất ngờ lao vào khống chế bắt giữ đối tượng trong sự giật mình của hắn. Các trinh sát cũng thu giữ tại chỗ hai chiếc điện thoại của vợ chồng nạn nhân. Tại cơ quan công an, Long vẫn cố tình khai báo quanh co, chối tội. Cho đến khi các điều tra viên cung cấp thêm thông tin, chứng cứ, Long mới thừa nhận gây ra vụ án mạng, khiến vợ chồng ông N mất mạng. Long khai, do nghiện game lại không có thu nhập nên gã rất cần tiền. Sau Trung Thu, Long nói dối bố mẹ là đi thành phố Thanh Hóa làm thuê. Kỳ thực, hắn đến một căn nhà hoang gần đó, tá túc. Rạng sáng ngày 7 tháng 10, Long trèo tường vào nhà ông N với ý định trộm cắp. Gã lục lọi dưới căn bếp nhưng không tìm được tài sản nào có giá trị. Lúc này, chó bắt đầu sủa đã đánh thức ông bà N tỉnh dậy. Phát hiện có kẻ lạ mặt, ông bà N lao tới túm lấy Long, lôi gã về phía hiên nhà. Bị bắt lại sợ lộ mặt nên Long rút vật sắc nhọn thủ sẵn, xiên một nhát vào ngực ông N. Gã vùng chạy ra phía cổng nhưng vẫn bị vợ chồng chủ nhà đuổi theo. Long lạnh lùng xiên liên tiếp hàng chục nhát vào cặp vợ chồng già, cho đến khi thấy hai người nằm bất động mới dừng lại. Biết vợ chồng ông N đã gục tại chỗ, Long vào nhà lấy đi hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Do bị thương trong quá trình vật lộn, Long tìm đến một phòng khám tư trên địa bàn để băng bó. Với tội ác ghê rợn của mình, sau này Long bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên mức án tử hình. Chỉ vì nghiện game, một gã trai trẻ đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của hai người hàng xóm hiền lành. Án tử dành cho kẻ táng tận lương tâm là đúng người, đúng tội dành cho kẻ sát nhân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.